Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Bisermon siêu cấp. Ở tập trước, mình đã có dịp kiểu như là thách đấu với cả là Thiếm Từ và có vẻ là tình hình sắp tới, Thiếm Từ hoặc có thể là chú Từ sẽ còn ghé qua nhà mình và thách đấu mình dài dài á. Cho nên là mình phải nhanh chóng củng cố đội hình Pokemon và kiếm thêm nhiều người bạn Pokemon siêu cấp nữa các bạn, để cho đội hình mình thật là mạnh, nhỡ mà có bị cà khịa thách đấu, mình còn có dịp kiểu như thể hiện á. Và để chuẩn bị cho công việc đi tìm thêm những người bạn mạnh mẽ ngày hôm nay, thì mình sẽ ghé qua khu vực chế tạo cái nắp cũng như là đế bóng chứa của mình. Hôm nay thì mình làm thêm khá là nhiều những cái nắp của Deep Bond các bạn, bởi vì kế hoạch của mình đó chính là chúng ta sẽ cố gắng tìm kiếm bộ ba ao hồ, rồi từ đó chế tạo ra thật là nhiều những cái cọng dây xích đỏ này nè, và triệu hồi những Pokemon sáng tạo. Hoài, nghĩ tới đây thôi là mình thấy là sau này đội hình mình có vẻ là sẽ rất là mạnh đây. Nhưng mà để làm được điều đó thì mình phải thật sự là may mắn cơ, thì mới tìm đủ bộ ba ao hồ trong ngày hôm nay á. Nhưng mà không sao, mình sẽ thủ sẵn những cái Deep Bond trước đi, nhỡ mà có hên gặp được thì ít ra chúng ta cũng có Deep Bond để còn chinh phục bộ ba ao hồ ha. Và với số lượng một stack máy Deep Bond thì mình nghĩ chắc cũng đủ để chúng ta sử dụng trong ngày hôm nay rồi đó các bạn. À, mà sẵn tiện trên cái hành trình đi tìm bộ ba ao hồ, mình cũng sẽ đi phiêu lưu qua nhiều cái vùng đất nữa để mình tìm kiếm cái khu vực tế đàn. Bởi vì nếu mà không có tế đàn thì còn lâu mình mới triệu hồi được những Pokemon sáng tạo đó các bạn ạ. Cho nên là hôm nay có vẻ là nhiệm vụ của mình sẽ khá phụ thuộc vào nhân phẩm của mình đây. Nhưng mà không sao, mình đang có linh cảm là hôm nay chúng ta sẽ có một ngày may mắn đó các bạn ạ. Ồ, cái gì vậy, sáng sớm mà huyền thoại trong bộ ba thời tiết Kyure đã xuất hiện trước mặt mình rồi, nhưng mà là dạng boss mới căng các bạn ơi. Nếu mà như vậy thì chúng ta phải thách đấu với huyền thoại này rồi, để xem coi ngày hôm nay có phải là một ngày may mắn của chúng ta hay không. Rồi, và trận đấu này sẵn tiện có Zekrom trong đội hình, mình sẽ nhờ Zekrom gánh tem giúp mình ha. Ui da, ai da. Để coi Zekrom baby có thể hiện tốt hay không. Tạm thời là ổn đó các bạn. Ê, có lẽ nào sáng sớm mà chúng ta đánh bại được huyền thoại. Ai vô, Zekrom chịu nổi một hit và thắng rồi. Wow, thiệt đó, hôm nay linh cảm của mình có vẻ là chính xác rồi các bạn. Mình sẽ có một ngày may mắn cho mình xem. Ok, Zekrom mới lập chiến công hả? Gửi Zekrom đi luôn. Chúng ta sẽ ưu tiên đi tìm những cái khu vực ao hồ hết các bạn. Bởi vì đây là bộ ba ao hồ mà, nên là những huyền thoại này sẽ hay xuất hiện ở những cái khu vực ao hồ ha. Mà xác suất gặp thì mình nghĩ sẽ không cao đâu. Nếu mà dễ gặp á, thì từ đầu tới giờ chúng ta đã gặp rồi ha. Nhưng mà tới tận bây giờ mà chúng ta chưa gặp bao giờ luôn, là đủ hiểu cái độ hiếm rồi. Nhưng mà mình cũng sẽ kiên trì một xíu ha. Ủi, Pokemon gì nhìn giống cái dòng hoa vậy? Hệ tiên. What? Nếu vậy thì mình sẽ thử khiêu chiến với Pokemon hệ tiên 3 sao này luôn coi. Coi đây là Comfey. Ui. Pokemon này lạ nha, lần đầu mình gặp luôn á các bạn ơi. Ok, mình sẽ cho Machine Metal của mình ra trận á. Để coi. Ủa dạ, Dynamax lên hơi to nha. Dạ bá lửa luôn các bạn ơi. Và em tấn công cũng rất là tốt nha. Nửa cây máu của em Comfey rồi. Tuy nhiên thì em này có vẻ là bật khá là nhiều khiên đó các bạn ơi. Tấn công thêm một đòn nữa nào. Machine Metal. Đấy nè. Ok, còn một lớp khiên thôi các bạn. Mình nghĩ sẽ nhanh thôi. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trước. Đấy, em Pokemon này. Và để coi. Nhân phẩm đầu ngày. Nếu mà thành công, nhất định hôm nay sẽ là một ngày may mắn. Dạ. Thì các bạn ơi, mình thành công chinh phục được cái em này luôn nữa. Wow. Coi thử coi. Em này là bữa giờ lần đầu tiên mình gặp luôn á nha. Em này có phải là dạng tiến hóa của em nào khác không? Em này là không tiến hóa từ em nào luôn nha. Nhìn em nhỏ nhắn thiệt sự luôn á các bạn ơi. Được á. Thêm một bé Pokemon mới về đội ha. Cho em qua đây. Ý, Cuối cùng ngày này cũng tới rồi các bạn ạ. Mình đã tìm được Azep rồi. Pokemon đầu tiên trong bộ ba ao hồ. Nhưng mà để chắc cú hơn thì mình sẽ đưa Seesaw Cyber của mình ra. Để có gì cho em khấu máu tốt hơn á các bạn. Trời ơi, quá đã luôn. Rồi, Pawn Sweep lấy lợi thế trước ha.
Ok. Ồ, nhưng mà Azep có vẻ là có khả năng hồi phục rất là cao các bạn ạ. Chưa gì hồi đậy cái má luôn kìa. Căng vậy? Bây giờ em đang ngủ cơ. Mình sẽ tranh thủ lúc này tung liền deep bọn thôi. Ok, để coi coi. Ui dạ, nhưng mà lần đầu thì không thành công lắm các bạn ơi. Có vẻ là Pokemon đầu tiên trong bộ ba ao hồ này không hề dễ chinh phục đâu nha. Tại vì mình thấy xác suất gặp cũng đã hiếm rồi, nên mình nghĩ tỷ lệ bắt cũng sẽ không được cao đâu các bạn ơi. Mình phải thật sự là kiên trì đó. Sao thấy khoai vậy ta? Nãy giờ Scizor Saber của mình chịu hết nổi luôn rồi các bạn ơi, mà vẫn chưa chinh phục được Azep á. Thánh thần ơi, huyền thoại bé nhỏ này thấy vậy thôi chứ tánh tình cực kỳ khó nha. Mình phải thử lại lần hai mới được. Mình không bỏ cuộc đâu. Tiếp tục nào. Mình đã dùng hết đâu đó cỡ 1/4 lượng Deep Ball mà mình mang theo rồi. Đừng nói với một huyền thoại thôi mà mình phải dùng hết toàn bộ số lượng Deep Ball là hơi mệt nha. Mắc chạy về nhà một chập đó các bạn ơi. Lần hai cũng tạch rồi các bạn ơi. Sao mà khó vậy? Trời đất ơi, ngồi đây sao quần mấy ngày trời rồi. Tìm đã khó, bây giờ chinh phục được còn khó hơn nữa các bạn ơi. Mình đã xài hơn phân nửa số lượng Deep Ball mà mình mang theo rồi. Ây da, kiểu này hồi phải về nhà chế tạo thêm rồi đó. Hay là mình thử dùng Level Ball ta? Ừ, cấp độ của Scizor Saber của mình vừa đủ gấp đôi cấp của Azep luôn nè. Biết đâu được đổi sang Level Ball thì kết quả lại tiến triển hơn thì sao? Cũng phải thử thôi, hết cách rồi. Ồ, trời, thiệt nè. Đổi sang Level Ball thì chúng ta đã chinh phục được Azep rồi các bạn ha. Quả thật đây là một huyền thoại vừa hiếm mà vừa khó chinh phục các bạn ơi. Nhưng mà cuối cùng em ấy cũng đã về đội của mình rồi. Chắc một hồi mình sẽ không dùng Deep Ball nữa đâu các bạn ơi. Không hiệu quả tí nào, dùng Level Ball đi. Để chúng ta chinh phục những huyền thoại trong bộ ba ao hồ ha. Và hiện tại thì mình đang ở cánh rừng bình thường hả ta. Tiếp theo thì mình sẽ tiến tới cánh rừng gỗ Bạch Dương. Tại vì ở trong đó cũng có một huyền thoại trong bộ ba ao hồ này xuất hiện đó nha. Tuy nhiên thì cánh rừng gỗ Bạch Dương ở đây đây, trước mặt mình luôn hay sao nè, đúng không ta? Hình như không các bạn ơi. Cái này nó vẫn len lỏi với mấy cái cây gỗ sồi. Mình phải tìm cánh rừng toàn là gỗ Bạch Dương cơ. Mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Love Fruit, Free Fire, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Đây rồi. Đây mới thực sự là cánh rừng mà mình cần tìm nè các bạn. Xung quanh cánh rừng này chỉ toàn là những cây gỗ Bạch Dương ha. Ở đây có cái hồ luôn nè. Nhưng mà cái hồ này hơi bé ha. Chắc mình phải tìm cái hồ nó to hơn á. Như vậy thì sẽ dễ gặp huyền thoại hơn. Mình nghĩ vậy. Madrid đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Ê đừng nói xuất hiện ngay cái hồ nhỏ phía trên nha. Gần đây chỉ có hai cái hồ thôi các bạn ạ. Nếu mà không phải cái hồ ở dưới này thì chỉ có thể là cái hồ trên này thôi. Ủa, cũng không có luôn. Ủa, ok. Trời ơi, cái này là cái mầm cây à. Ủa, kỳ trời. Ê, hồ đằng kia. Đây rồi. Tưởng đâu là chúng ta đã buộc mất cơ hội tìm Madrid rồi các bạn ạ. Kia, chính là huyền thoại tiếp theo ở trong bộ ba ao hồ mà mình cần tìm kiếm nè các bạn. Mình đã khiêu chiến thành công với Madrid rồi ha. Tiếp theo, chúng ta vẫn sẽ nhờ sự trợ giúp của Scizor Saber. Đấy, tiếp tục cấu máu của Madrid rồi sau đó tung liền bóng chứa và chinh phục ha. Mình sẽ tung Level Ball. Tại vì mình còn 50 mấy quả, với cả là mình thấy cũng khá là hiệu quả để bắt huyền thoại trong bộ ba ao hồ các bạn ạ. Hy vọng là lần này vẫn sẽ hiệu quả nha. 3 days later. Oho, có vẻ là Madrid sử dụng Level Ball khá là hiệu quả các bạn ạ. Mình đã bắt được em ấy rồi nè. Yes, chúng ta đã có 2 trên tổng số là 3 Pokemon huyền thoại ao hồ. Trở lên trên và tiếp tục tiến tới khu vực tiếp theo trong ngày hôm nay thôi các bạn ơi. Và khu vực đó chính là cái cánh rừng gỗ sồi sẫm ấy. Nhưng có một điều là nhà mình kế cánh rừng gỗ sồi sẫm, thế nhưng huyền thoại ao hồ đó từ đầu tới giờ mình lại không gặp được bất kỳ một lần nào. Thế mới ảo ấy chứ. Ồ, ở đây có em Farfetch nè. Được ý ta. Ok. Nãy giờ lo bắt huyền thoại ao hồ mà ít khi cho mấy em Pokemon mình chiến đấu ha. Nên là bây giờ mình sẽ cho mấy em vận động chân tay một xíu ha. Chiến đấu với Farfetch ở trong cái đen này nè. Để coi Gachom Fusion của mình sẽ thể hiện như thế nào đây. Úi da. Trời. Tính em hơi nóng các bạn ơi. Knock out em này một cái một và coi.
nhân phẩm của mình còn tốt. Ui, mình vẫn còn hên các bạn á. Rồi, và bây giờ tranh thủ lúc mà mặt trời mới sáng sớm nè. Bây giờ mình di chuyển tới cánh rừng gỗ sợi sẫm, chắc là tới trưa là vừa đẹp á các bạn à. Nhà mình bên kia, cánh rừng gỗ sợi sẫm bên này các bạn. Ở đây còn có cái hồ nữa, nên là mình sẽ ngồi đây tắm xíu với gà chôm ha. Để coi coi một hồi huyền thoại ao hồ đó có xuất hiện hay không. Hay là phải đi tới cánh rừng khác đây. Mình cũng chưa chắc nữa các bạn à. Ý, có nha. Trước mặt mình là Uzi đang bơi lội ở ngay khúc sông này nè các bạn. Ui thiệt, vậy là Uzi có xuất hiện gần nhà mình nha. Chẳng qua là mình ghé khu vực này không đúng thời điểm thôi các bạn ạ. Ui, tính ra là Uzi là huyền thoại ao hồ mà mình gặp nhanh nhất luôn á. Và mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu các bạn ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục dùng những cái level ball và chinh phục Uzi, Pokemon huyền thoại ao hồ cuối cùng trong ngày hôm nay nào. Để chính thức sở hữu đủ bộ ba ao hồ này ha. Yêu. Nhưng mà hết level ball rồi các bạn à. Phải chuyển sang deep ball thôi. Trời đất ơi, dễ gặp nhưng mà không phải là dễ bắt đâu các bạn à. Mình đã đánh giá quá thấp cái độ khó tính của Uzi rồi. Ý, sao tự nhiên lần này deep ball lại hiệu quả vậy? Ế? Đây rồi, chúng ta đã hoàn thành được thử thách chinh phục bộ ba ao hồ rồi các bạn à. Yeah. Và sẵn tiện đang ở cạnh nhà nữa, mình sẽ lập tức trở về nhà thôi. Nhưng trước đó thì để mình đưa bộ ba ao hồ này ra cái đã. Sau đó thì đi về nhà và tiến hành cho mấy em này ăn berry ha. Bởi vì hiện tại chỉ số hạnh phúc của bộ ba ao hồ á chưa có được cao lắm các bạn à. Cho nên việc mình cho bộ ba ao hồ ăn thêm những trái berry sẽ giúp chỉ số này tăng lên ở mức tối đa luôn ha. Rồi đưa ra ngoài trước nha. Kế tiếp đến là lấy cái ghép 3 berry. Và đây là loại berry giúp tăng chỉ số hạnh phúc rất là tốt ha. Rồi, chia đều ra cho bộ ba ăn thôi. Ủa, hình như ở đây rồi. Cuối cùng thì chỉ số của những người bạn trong bộ ba ao hồ cũng đã tối đa rồi các bạn à. Bây giờ việc tiếp theo của mình là nhờ sức mạnh của ba người bạn huyền thoại này và sau đó biến những cái cục ruby bình thường. Nope. Ê, ủa? Ủa, từ từ. Ủa? Ủa khoan. Ừ? Oh, mình còn thiếu một bước cực kỳ quan trọng nữa, đó chính là luyện cấp cho những người bạn này. Đúng rồi, hiện tại thì bộ ba ao hồ của mình chỉ mới cấp 50 thôi các bạn. Việc tiếp theo mình cần làm đó chính là luyện cấp cho bộ ba ao hồ lên cấp độ 60. Thì lúc đó mình mới nhờ sức mạnh của bộ ba huyền thoại này được. Trời ơi, vậy mà cũng quên nữa. Thế nên là bây giờ mình sẽ lập tức lên đường. Sau đấy thì chúng ta tìm boss, còn không là tìm hội quán á, để luyện cấp cho bộ ba ao hồ. Nhưng mà mình nghĩ tìm boss đi các bạn. Ừ, tại vì hiện tại mình còn thiếu một cái orb nữa. Và cái orb đó cũng rất là quan trọng nha. Đó chính là Adamant Orb. Tuy nhiên thì viên đá này hình như chỉ có trong thành phố kết thúc thôi. Ừ, thôi được, mình đi qua thành phố kết thúc cũng được vậy. Đúng rồi, săn boss ở bên bển rồi sẵn tiện tìm thêm cái Adamant Orb luôn. Ừ ha, một công đôi chuyện. Mà sẵn tiện qua đây, mình cũng có thể đi tìm thêm Dioxide nhờ. Đúng rồi, lần trước chúng ta chỉ mới chạm trán Dioxide ở hình dạng boss thôi các bạn. Mình cũng chưa sở hữu Dioxide về đội á, nên là mình cũng muốn có một Dioxide về đội lắm luôn á. Mở màn qua đây, chúng ta đã gặp Alakazam Boss các bạn ơi. Ok, với Alakazam thì mình nghĩ sức mạnh của Gachom Fusion là đủ để chúng ta chinh phục á. Nên là Dynamax cho Gachom. Ơ khoan, cái gì đây? Cái gì gắt hơn trái gắt vậy? Wow, Alakazam tấn công một đòn cực mạnh luôn các bạn ơi. Nhưng mà không sao, Gachom cũng quẩy căng lắm. Và chúng ta đã giành chiến thắng rồi. À ha. Ủa, sao không có lên cấp ta? Ui trời ơi, nãy giờ quên bật cái XP share lên à. Trời đất ơi, người nhà quê thiệt chứ. Quê sẽ. Lần này là mình hết quên rồi nha. Ok, gá chặn nào gá chôm. Để xem lần này em có thể gánh tem được nữa hay không. Ui dạ, có vẻ là không gánh tem lắm các bạn ơi. Ui đây nè. Có vẻ là dùng đòn này tấn công sẽ thốn tận rốn áp xô nha, chuẩn bị. Ê, nóc áo luôn. Quá đã. Và chúng ta có thêm kẹo các thứ nè. Hợp lý ta. Nãy giờ thì chúng ta mới gom được có 2 cục kẹo à, không nhiều lắm. Thôi, thiếu nhiều nhiều mình cho mấy em ăn sao ha. Ồ, ở đây còn có một cái Pocket Jet nữa. Mình loot được một cái fastball các bạn ơi. Ok.
Ê, đằng kia cũng có thành phố kết thúc. Quay, quay. Đừng nói là cho mình Adamant ợp nha, là mình khoái lắm đó. Ê, sao mình có linh cảm vậy ta? Ê, Adamant ợp. Ờ, khoan. Thôi, có kinh nghiệm rồi các bạn ơi. Thấy cục gạch này là đủ hiểu rồi hả? No. Ủa? Ê, đây là cái thành phố kết thúc đầu tiên mà mình gặp trong ngày hôm nay. Ê, và sẽ thật là tuyệt vời nếu như trên cái con thuyền kết thúc này cho mình cái Adamant ợp nha. Ok, đặt hết niềm tin vào cái rương này nào. Yêu, yêu. Ui không, sao mà bèo dữ vậy trời. Rớt quớt luôn rồi các bạn ơi. Ui nhưng mà được cái thành phố này cũng rất là bự các bạn. Mình vẫn còn cơ hội nha, chứ không phải là hết cơ hội đâu. Đi tiếp nào. Qua đây lục tìm thêm những cái căn phòng chứa rương ha. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Đây, một căn phòng bự khác. Ồ, hai cái rương. Không có. Vẫn không có, ở kìa. Kỳ vậy. Rõ ràng trong đây bảo là mình có tới 2% lận nha. Hẳn là 2% chứ có ít đâu. Mà không có gặp gì trơn vậy trời. Chắc tại cái phần nhỏ mình lấn át cái phần tỷ lệ xuất hiện của cái Adamant Orb này rồi đó các bạn. Ủa trời, cái rương này nó còn vỡ tan tành không cho mình loot luôn mà. Đến thế thì chịu rồi. Trời đất ơi. Nhỏ hơn cây cọ là đây chứ đâu. Lên này thì sao? Bây giờ từ từ từ, đáp xuống cái. Ồ. Ủa đi rồi. Mình tìm được rồi các bạn ơi. Yay. Ê, tính ra mình cũng chưa nhỏ lắm các bạn à. Mình chỉ nhỏ hơi hơi thôi hả? Yeah, chúng ta đã có được cái Adamant Orb và cũng là cái viên đá cuối cùng để trong tương lai chúng ta có thể triệu hồi ra bộ ba Pokemon sáng tạo các bạn. Yêu bên này thì hết hơn này. Ừ, có đúng một cái luôn á. Sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình tìm thêm được một cái nữa. Ờ. Bali, cho tôi thêm một cái nữa đi. Được không? Mở nhân phẩm của ta. Ồ, lại là cái rương này. Eo, không có các bạn ơi. Đã thế, ngay cái đảo này còn có Alakazam Boss Ultimate nữa. Thôi được. Tiếp tục nào, Gacham Fusion. Ý, trời ơi, mình chưa hồi máu cho em. Thôi xong rồi. Yêu. Bất cẩn cái là bị Alakazam Boss Ultimate bán hành liền, thấy không? Lại nào. Đó đó, lần này thì có vẻ là ok hơn. Đấy. Nhưng mà khoan, có vẻ là với cấp độ Ultimate thì Alakazam sẽ knock out được Gacham Fusion của mình. Ui no, toàn rồi. Trời ơi, Machine Metal hút Alakazam lọt xuống dưới luôn kìa. Gắt vậy. Rồi, và đây sẽ là đòn quyết định chán. Yes, hay lắm, Machine Metal. Úi, và đây rồi. Đồng thời lúc này thì bộ ba ao hồ của mình đã vượt ngưỡng cấp độ 60 rồi các bạn ơi. Ê? Thế nên bây giờ mình sẽ đưa bộ ba ao hồ ra và chúng ta sẽ... À đây, 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 thành công rồi nè. Tuy nhiên, với hành động này thì mình cũng đã làm cho cấp độ của Azep, Uzi và Mestrid mất đi 20 cấp rồi á. Thôi không sao, mình có thể luyện cấp lại cho bộ ba ao hồ này mà. À, và với ba cái viên ruby đặc biệt này lần lượt là Ruby of Emotion, Ruby of Willpower và Ruby of Knowledge, mình sẽ kết hợp lại và tạo thành thêm một cái Red Gen nữa các bạn. Vậy là tổng cộng mình đã có tới 2 cái Red Gen rồi nha. Tuy nhiên tham vọng của mình chưa dừng lại đâu. Mình sẽ cố gắng tạo thêm một cái Red Gen nữa để dành ha. Thành thử ra là bây giờ mình sẽ cho bộ ba ao hồ vô trong ha, để tiếp tục cái công việc là mình luyện cấp cho mấy nhóc đó cái đã. Cái gì? Đây là Heat Dragon nhưng mà... Quay! Cái hình dạng này hình như là kết hợp với... Cái nhóc mà... À, mình quên mất tiêu cái tên. Đây nè, Venusaur. Không lọt đi đâu được các bạn. Cái lá nè, rồi cái bông ở phía trên nữa. Wow, cực kỳ ngậu luôn các bạn ơi. Và xem... Ủa? Ui không, đây là Venusaur kết hợp với Heat Dragon thì đúng hơn các bạn ơi. Wow,
Một tí nữa tới thời điểm thích hợp mà anh sẽ tung bóng chứa, rồi hốt luôn Venusaur, Fusion đi về đổi. Kế hoạch hoàn hảo các bạn ạ. À. Ok, thêm một đòn nữa đi. Rồi, bây giờ mình nghĩ chúng ta có thể tung bóng chứa và bắt ẻm được rồi đó. Ê, lần đầu thất bại rồi. Ây da, chắc phải có rỉa thêm xíu nữa các bạn ơi. Mình hơi chủ quan rồi. Ok, như vậy có vẻ ổn hơn rồi nè. Giờ đang tối tối hả ta? Nếu vậy thì Dustbone thì sao? Sớm giờ dùng level bone hơi nhiều rồi. Thử đổi sang Dustbone. Ui, được luôn nè. Uầy, đã gì ta? Và Venusaur Fusion đã về đội của mình rồi các bạn ơi. Uầy, với hình dạng kết hợp này, Venusaur sẽ mang song hệ rồng và lá các bạn ơi. Wow, được vậy. Và em cũng rất là ngầu nữa. Và coi coi có thể bay được không. Yêu, tuy nhiên thì em không thể bay giống như là Hiragon được các bạn ơi. Hơi tiếc ha. Mà thôi kệ, quan trọng là em ngầu là được rồi. Mình cũng sẽ tranh thủ luyện cấp cho em luôn á. Hả? Kia là Cuối cùng mình cũng đã tìm được khu vực này rồi các bạn ơi. Yes, đây chính là khu vực tế đàn mà mình tìm bấy lâu nay các bạn ơi. Nơi mà mình có thể triệu hồi ra đấng sáng tạo. Ủa? Trời. Trời đất, suýt nữa thì mình chôm về nhà các bạn. Nơi mà mình có thể triệu hồi đấng sáng tạo và những đứa con của đấng sáng tạo các bạn ơi. À. Wow. Được nha, mặc dù chỗ này hơi xa nơi ở của mình nhưng mà không sao. Mình phải đánh dấu chỗ này lại các bạn ơi. Để sắp tới mình còn quay trở lại đây và triệu hồi thêm thật là nhiều huyền thoại siêu mạnh á. Wow, công nhận hôm nay nhân phẩm của mình là hơi bị tốt luôn á các bạn à. Thiệt sự luôn ấy. Và ngay dưới chân của khu vực tế đàn còn có boss Ampharos nữa nè. Ok, à được. Mình sẽ đánh boss và sau đó luyện cấp nốt cho bộ ba ao hồ của mình thôi. Two Cyber, mình chọn cậu. Ok, bây giờ. Trời, Ampharos làm Mewtwo Cyber bị tê liệt rồi các bạn ơi. Không ổn lắm nha. Ê, nhưng mà không sao, Mewtwo tránh được đòn tấn công. Tiếp tục nào. Ui, lần này thì không tránh được mà còn bị tê liệt nữa các bạn ơi. Thôi toan rồi. Ây. Thôi không sao, mình còn người bạn Rayquaza Necro mà. Bữa nay mình sẽ cho Rayquaza Necro thể hiện một cái á. Đấy. Lâu lâu ra trận cái là gánh thèm liền. Và đây rồi, bộ ba ao hồ của chúng ta cũng đã đủ cấp để có thể giúp đỡ mình trong việc tạo ra được những cái viên ruby xịn sò rồi. Mình sẽ đưa bộ ba ao hồ ra chữa thương cho Mewtwo Cyber cái nè. Rồi, tiến hành công việc thôi. Đấy. Ba viên đá đặc biệt đã được tạo ra và ghép chúng lại để tạo thành thêm một cọng dây xích đỏ và cho vô cái máy tính của mình. Ui, vậy là bước 1 của công việc ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành xong các bạn. Ê, sẵn tiện trên người mình đang có Latriot Orb. Hay là mình tiến hành ghé tế đàn và chúng ta triệu hồi một Pokemon đứa con của thần sáng tạo đầu tiên nhờ. Wow, được ta. Đây là một ý kiến hay nha. Rồi, đáp xuống đây một cái. Hồi nãy mình có chế tạo những cọng Red Gen nè. Bây giờ mình sẽ lấy ra một cọng ha. Sau đó thì chúng ta sẽ kích hoạt cái Red Gen vô khu vực đỏ đỏ này. À không, vô đây mới đúng chứ. Đó, và khu vực đỏ đỏ này đã bắt đầu có một cái hình tròn các bạn. Và đây sẽ là nơi mà huyền thoại xuất hiện nha. Việc tiếp theo là mình sẽ đưa cái Lustrious Orb vô trong cái khu vực này. Và nghi thức triệu hồi vị thần sáng tạo đầu tiên đã diễn ra. Wow, trước mặt mình là Palkia các bạn ạ. Wow, ngầu đét luôn. Trời. Thôi được, kèo này mình sẽ thử cho Mewtwo của mình ra trận á. Ok, Mewtwo Cyber tham chiến luôn em. Đúng rồi. Rồi, cà khịa thành công. Palkia huyền thoại á. Để coi coi với sức mạnh của Palkia thì chúng ta sẽ cấu rỉa bằng đòn nào đây. Đòn sweep chẳng hạn. Ok, đủ ở mức an toàn các bạn à. Để mình có thể tung thêm một đòn sweep nữa. Ok, Mewtwo Cyber đã làm rất là tốt rồi. Và nãy giờ
Mewtwo Cyber chưa nhận bất kỳ đòn tấn công nào từ 3KA nha. Có vẻ là em sẽ trụ được khá là lâu đây. Tranh thủ lúc này, chúng ta sẽ tung Heavy Ball để bắt 3KA các bạn ơi. Để xem, hiệu quả hay không đây. Ui dồi, suýt được. Mở mạng như vậy là rất là tốt rồi. Cố lên. Mình tin là hôm nay chúng ta sẽ nhanh chóng sở hữu được 3KA thôi. Hôm nay đang hên mà. Ý, thiệt luôn nè. Ôi, hay quả thôi các bạn ạ. Với hai quả Heavy Ball thôi, mình đã thành công chinh phục 3KA về đội rồi. Đâu rồi, đây nè. Why? Đã vậy. Wow. Tuyệt vời ông mặt trời các bạn ơi. Ok, vậy là nếu mà tính luôn Giratina Baby thì chúng ta đã sở hữu được 2 trên tổng số là 3 Pokemon đứa con của thần sáng tạo Arceus rồi các bạn. Ê, nếu vậy thì bây giờ mình sử dụng Adamant Orb và triệu hồi thêm Dialga thì chúng ta sẽ thành công sở hữu đủ bộ 3 Pokemon sáng tạo nha. Wow, một ngày mà sở hữu được 2 bộ 3 luôn các bạn ơi. Còn gì tuyệt vời bằng. Ê, làm luôn cho nóng nào. Kích hoạt cái Regen nè. Đó, và bắt đầu nghi thức thôi. Rồi, chạy xa đang xíu. Hồi phục cho 3KA cái nè. Ngóng chờ nghi thức. Triệu hồi Dialga. Coi kìa, Dialga đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Wow. Với kẹo này, mình sẽ đưa 3KA hiện tại mới về đội của mình luôn nè, để khiêu chiến với Dialga ha. Quay để coi kèo này huyền thoại nào sẽ giành áp đảo đây. Ok, có vẻ là Pakea đang có rỉa máu khá tốt nha. Ồ, có lý các bạn ơi. Tiếp tục nè, Awatel. Ui da, Dialga đã né được rồi. Ui, gắt vậy. Không ổn rồi các bạn ơi, mình phải đưa Pakea vô trong thôi. Thay vào đó, mình sẽ đưa Venusaur Fusion ra trận để chúng ta có rỉa máu tiếp ha. Ui da, đòn này có rỉa hơi không hiệu quả lắm. Trời ơi, thôi xong rồi. Đổi chiến thuật các bạn ơi. Không ổn rồi. Để ăn chắc mặt bền. Mình sẽ đưa Seesaw Cyber của mình ra trận ha. Đâu rồi ta? Đây, Seesaw Cyber đây. Rồi, tiếp tục khiêu chiến lại với Dialga nào. Với Fawn Sweep thì mình sẽ tự tin hơn rất là nhiều ha. Đồng thời, Seesaw Cyber cũng có vẻ là chống chịu khá là tốt trước những đòn tấn công của Dialga nè. Đấy, hiệu quả nha. Rồi, Fawn Sweep thêm tầm 2 lần nữa thôi. Mình nghĩ chúng ta tung Heavy Ball là vừa khít đó các bạn ha. Đây nè. Đó. Thêm một cái nữa cơ nào. Seesaw Cyber, cố lên. Rồi, xong pin. Lượng máu của Dialga đã xuống rất là thấp rồi các bạn. Bây giờ mình có thể tung liền một cái Heavy Ball. Và để xem Dialga chúng ta sẽ tốn bao nhiêu Heavy Ball để chinh phục đây. Ôi da, quả đầu là thất bại rồi đó. Tới quả thứ hai thì sao? Nào, thành công hay thất bại đây? Hả? Lại thành công kìa. Ê, hình như mình có duyên với cái con số 2 hay sao các bạn? Hồi nãy 3KA là 2 quả Heavy Ball. Bây giờ tới lượt của Dialga thì cũng với 2 quả thôi. Mình đã thành công rồi các bạn ơi. Why? Quá đã luôn. Trên người Dialga còn có một cái Adamant Orb nữa cơ. Ok đấy chứ. Thích thật sự các bạn ơi. Thôi lỡ rồi, mình sẽ đưa thêm Giratina Baby ra ngoài nữa. Đã. Mặc dù là chúng ta đã chính thức có được bộ 3 Pokemon sáng tạo rồi các bạn, nhưng mà kích thước các bạn coi kìa. Từ nhỏ tới lớn luôn á trời. Này, là mình đắn đo quá các bạn ơi. Chắc là mình phải về nhà một chuyến á. Tại vì mặc dù đã có Giratina nhưng mà mình chỉ mới có ở dạng em bé thôi. Mình muốn có ở cái dạng bự bự giống như những Pokemon huyền thoại sáng tạo khác cơ. Ok được. Để mình cưỡi huyền thoại nào ta. Cưỡi Pakea đi. Ok. Ủa Pakea cơ mà. Ok. Lộn. Đây mới đúng. Rồi đi về thôi nào. Ok vậy. Trời còn bị vướng nữa. Có vẻ là tại em bự quá các bạn ơi. What the hell. Các bạn ơi, trên đường trở về nhà, mình còn gặp một trainer boss nữa. Lần trước cũng ở cái vùng Savannah này, mình gặp một trainer cực kỳ mạnh rồi. Lần này
liệu rằng trainer này có mạnh giống như trainer lần trước hay không đây? Ê, nhưng mà hiện tại đội hình của mình đang có bộ ba ao hồ. Mặc dù còn được cải cấp nhưng mà trận chiến với trainer boss này không hề dễ dàng đâu. Nên mình sẽ để bộ ba ao hồ vô trong nghỉ ngơi đi ha. Mình sẽ đưa thêm một bộ ba nữa ra trận các bạn ơi. Hiện tại mình đã có bộ ba sáng tạo rồi. Bây giờ mình sẽ đưa thêm bộ ba XYZ chăng? Hợp lý ta. Ok, bộ ba XYZ kết hợp với bộ ba sáng tạo. Để xem coi màn kết hợp này có ok là hay không đây. Và mở màn, mình sẽ cho Pakia thành viên mới về đội luôn á. Ui chà, đối thủ là Blaziken God các bạn ơi. Ê, căng nhen. Blaziken bình thường nó mạnh, đây còn là dạng God nữa. Nhưng mà với sức mạnh của Pakia, ui, chịu nổi một hit các bạn. Ở đây xem, phản đòn nè. Ui da, mặc dù đã được Dynamax nhưng mà có vẻ sức chống chịu của Pakia không đủ để đương đầu với Blaziken God rồi các bạn ơi. Hey, hơi đáng tiếc một xíu ha. Nếu vậy, mình sẽ đưa Giratina Baby ra trận. Hồi nãy mới ăn hiếp Pakia của tôi đúng không? Để coi coi tới lượt của Giratina Baby. Hí giò. Sợ chưa Blaziken God? Rồi rồi, chưa hết đâu. Tiếp tục tấn công nào. Trời ơi, này nè. Có vẻ là Blaziken God bắt đầu yếu thế rồi các bạn ơi. Cố lên nào Giratina Baby. Mình sẽ để cho em knock out Blaziken cái đã ha. Rồi. Úi. Cái gì? Trước mặt Giratina Baby là Diaga nhưng mà đây là hình dạng Origin các bạn ơi. What? Ôi xong rồi. Trời ơi, đánh Giratina Baby cực mạnh luôn kìa. Nếu vậy thì Sonic God tớ chọn cậu. Ok, để xem Sonic God tương đầu với Diaga Origin. Kèo này liệu rằng Sonic God có làm được hay không đây? Ok, có vẻ quẩy khá là tốt nha. À, có lý các bạn ơi. Ui chuỗi, outstrength của Sonic God cực kỳ tốt luôn nè. Cố lên. Một cái nữa. Ây, không knock out nổi các bạn ơi. Nhưng mà mình tin thêm một lần này nữa thôi, Sonic God của mình có thể làm được. Yes, knock out được Diaga ở hình dạng Origin rồi các bạn ơi. Ui, nhưng mà đối thủ tiếp theo thì hơi nặng ký so với Sonic God rồi. Raiden Cyber các bạn ơi. Hay à. Ê, nhưng mà Sonic God trụ nổi kìa. Nhưng đó là tất cả những gì mà Sonic God có thể làm được rồi. Không sao, tiếp theo mình sẽ đưa Evelto đặc biệt của mình. Để coi coi với Evelto chúng ta có thể. Ôi trời, cái gì căng vậy? Ây da, chúng ta có thể cấu máu của Raiden Cyber đó các bạn. Tuy nhiên có vẻ là tốc độ ra đòn không bằng rồi. Ồ, tiếc vậy ta. Tới lượt Zygarde của mình thì sao? Liệu rằng ui, Zygarde chịu nổi một hit các bạn ơi. Phản đòn. Ây da, không thốn lắm. Rồi luôn rồi, kèo này có vẻ khó rồi nha. Không hề dễ để chúng ta đánh bại Raiden Cyber rồi. Trainer này còn có Pakia Origin nữa các bạn ơi. Ồ, và đây rồi, Pakia đã học được một kỹ năng hệ rồng cực kỳ mạnh luôn nè các bạn. Chắc chắn là phải dạy cho Pakia rồi. Ui, nhưng mà đối thủ này hơi nặng ký so với Kira God rồi nha. Ui dồ, khó rồi. Kira God của mình cũng đã cố gắng rồi các bạn. Mình có nên làm liều không ta? Vừa mới học được kỹ năng mới luôn các bạn. Mình vẫn còn Dynamax. Mình quyết định là sẽ Dynamax cho Pakia và sử dụng kỹ năng mới để tấn công ha. Xem coi có chịu nổi hay không. Và phản đòn. Cô biết kìa. Wow, Pakia của mình mặc dù ở hình dạng bình thường thôi nhưng mà đã knock out được Pakia ở hình dạng Origin các bạn ơi. Mạnh khủng khiếp luôn. Tiếp tục kỹ năng mới. Ây, lần này thì không kịp rồi. No. Thôi không sao, em cũng đã làm hết sức rồi ha. Tiếp theo sẽ là Rayquaza Necro. Lần này là không có Dragon Dance gì nữa hết á. Bụp luôn các bạn ơi, cho nóng. Đây nè. Đó, tiếp tục nào. Quẩy đi Rayquaza. Mình sẽ cho em quẩy tới bờ tới bến luôn. Đúng rồi. Ui, nhưng mà có vẻ Raiden Cyber đang lấn nước em các bạn ơi. Ace, cố lên nào Giratina Baby. Đây nè, ăn miếng trả miếng các bạn ơi. Tiếp tục. Ui,
lần này. Ha ha, nó ảo rồi. Ồ, Diaga cũng học được Drop Time, một kỹ năng cực kỳ mạnh khác nữa. Chắc chắn là phải dạy cho em rồi đó. Trọng trách gánh tem đang đặt nặng trên vai của Diaga. Ây da, không biết em có làm được hay không đây. Ui, trụ nổ một hit kìa. Phản đòn. Why? Cực mạnh các bạn ơi. Có kịp tung thêm một đòn Drop Time hay không đây? À, không kịp các bạn à. Ây da. Quả thật trong trận chiến này, Diaga và Paka của mình đã rất là cố gắng rồi các bạn à. Và đồng thời liên tục học được kỹ năng mạnh mẽ mới ha. Rồi lần này chắc chắn là sẽ thành công. Rồi kèo đấu giữa hai Diaga. Đây chính là màn phân biệt thắng thua đây các bạn à. Drop Time. Yes, thành công. Ủa, ê, vẫn còn Weevilé các bạn ơi. À, bây giờ mình phải tới lượt sau mình mới dùng được Drop Time hay sao á. Thôi dùng vuốt rồng đó đi. Ổn áp hay không đây? Ê, vẫn rất là mạnh các bạn à. Vuốt rồng của Diaga cũng rất là mạnh nha. Nếu vậy thì tiếp tục tung đòn vuốt rồng thôi. Thành công không? Yes, đây rồi. Wow, cuối cùng thì Diaga cũng đã gánh tem thành công giúp mình rồi các bạn. Wow, bá cháy thiệt. Và nãy giờ thì chúng ta còn gặp được thêm hình dạng origin của Diaga cũng như là Palkia các bạn à. Và mình thấy hình dạng đó thì hai Pokemon huyền thoại này cực kỳ ngầu luôn á. Thế nên là sắp tới nhiệm vụ của mình lại sẽ khó hơn rồi, đó chính là giúp cho Diaga và Palkia trở về cái hình dạng origin cực kỳ chất này ha. Còn bây giờ thì trở về nhà và vô trong để còn lấy nốt cái Grisius Orb nữa. Và từ đó triệu hồi nốt Giratina nhưng mà ở hình dạng trưởng thành ha, chứ không có còn là em bé giống như cái nhóc trong đội hình của mình các bạn ạ. Grisius Orb thì mình có đâu rồi ta? Đây, hai cái luôn. Nhưng mà hồi nãy mình rút kinh nghiệm rồi, mình chỉ cần một cái thôi các bạn ạ. Tiếp theo đó chính là trở lại cái khu vực tế đàn này và vẫn cái nghi thức hồi nãy ha. Mình sẽ lấy cái Red Chain đặt vô cái trung tâm. Sau đó thì gắn cái Grisius Orb vô. Đó, nghi thức triệu hồi Giratina đã diễn ra các bạn ạ. Wow, ngầu vậy. Ủa? Ủa, đó là dạng origin hả? What? Ủa đâu? Ủa, đây là dạng bình thường mà. Trời ơi, làm bằng ngọc rồi. Nhưng mà để chắc cũng hơn thì mình sẽ dùng Seesaw để chúng ta khiêu chiến với Giratina ha. Ê, nhưng mà quên ta, Seesaw thì làm sao mà phone sweep được Giratina? Nếu vậy thì Venusaur thì sao? Venusaur mình nghĩ sẽ ok hơn á các bạn ơi. Ok, cho em ra trận á. Đã, câu rỉa máu cũng rất là tốt nè. Ui, trời. Giratina không phải dễ xơi đâu các bạn ơi. Chưa gì đã làm Venusaur của mình trọng thương rồi. Ui da, căng cực nha, không đùa được đâu. Nhưng mà được cái là Venusaur có thể hồi phục máu sau mỗi lượt tấn công á. Nên như vậy cũng giúp em kéo dài được thời gian tấn công lên được một xíu. Cố lên cưng, thêm một lần nữa coi, để coi em có kịp không ha. Hay lắm, em đã làm rất là tốt rồi các bạn à. Rồi, bây giờ việc của mình đó chính là đưa Giratina Baby ra để làm tăng cơ và chinh phục Giratina trưởng thành thôi. Evibon là lựa chọn của mình. Uầy, không ngờ với Dustball thôi chúng ta cũng đủ để chinh phục Giratina các bạn. Ôi, ê, nhưng mà đây là dạng origin luôn các bạn ơi. Let's go, chúng ta sở hữu Pokemon dạng origin đầu tiên rồi các bạn ạ. Why, đã vậy cạnh đây còn có Gachamgod nữa. Ôi được, test sức mạnh của Giratina origin luôn các bạn ơi. Mới về đội. Ok, để xem coi. Dynamax lên nào. Giratina Origin. Quay bự hơn hẳn nha. Úi da, gắt các bạn ơi. Một đòn cực mạnh luôn. Ôi, Gachamgod cũng không chịu thua, đang phản đòn nhưng mà ý đó. Úi, đây nè. À ha, gắt nhen. Vậy là sắp tới,
chúng ta chỉ còn thiếu hai Pokemon sáng tạo ở dạng Origin thôi các bạn ạ. Sắp tới, Lộc sẽ cố gắng chinh phục thêm hai Pokemon sáng tạo ở hình dạng đặc biệt nữa, để cho đủ bộ ba các bạn ơi. Ôi, nhưng mà ở đây có Aerodactyl đi lạc nè các bạn. Đi lạc đâu không lạc, lạc ngang khu vực này là xác định rồi. Palkia, ra trận đi cưng. Dynamax lên cái nhẹ nha. Ui da, Aerodactyl đánh cũng thốn vậy. Dữ vậy sao? Palkia, hai hit liên tục. Nhưng mà mình muốn cho em có kinh nghiệm á các bạn, nên là thôi, mình sẽ đưa một thành viên khác ra làm tăng cơ đi ha. Diaga chẳng hạn. Ok, ổn không ta? Ui, Diaga làm tăng cơ khỏe ru các bạn ơi. Và tung đòn Raw of Time. Knock out được hay không? Ui trời ơi, trời làm nao núng luôn rồi. Thôi, không chơi. Tính cho em gánh tem mà em bị nao núng mất tiêu rồi. Giratina Baby thì sao? Ancient Power. Ê, đừng nói là nao núng nữa nha. À không, làm gì có chuyện đó các bạn. Chiến thắng rồi. Học được Solapim cho Venusaur Fusion luôn nè. Ngon đấy chứ. Hôm nay là một ngày rất là thành công của mình rồi các bạn. Bây giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà thôi. Sắp tới thì mình sẽ còn quay trở lại khu vực này nữa, nên các bạn cứ yên tâm. Không ngờ hôm nay mình lại may mắn tới vậy các bạn à. Mình vừa may mắn chinh phục được bộ ba ao hồ nè, sau đó còn triệu hồi và thành công chinh phục thêm bộ ba sáng tạo Palkia, Diaga cũng như là Giratina. Ủa đâu rồi? Chưa thiếu em nữa. Đây, mà là ở dạng Origin luôn nha. Hy vọng là trong thời gian sắp tới, bộ ba sáng tạo này sẽ được mình cho về dạng Origin hết. Tại vì mình thấy ở dạng đó cực kỳ ngầu luôn á. Và sắp tới các bạn còn muốn mình chinh phục thêm Pokemon nào thì hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình Pokemon siêu cấp và tiếp tục may mắn giống như vậy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.